Đã gần 10 ngày trôi qua kể từ khi chiếc tàu cá BTH97478TS chở 15 ngư dân bị mất liên lạc. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hùng Tân, Tránh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện vẫn chưa có bất cứ tung tích gì về chiếc tàu cá này. Dường như cuộc tìm kiếm càng kéo dài, hy vọng về sự trở về của các nạn nhân càng thu hẹp đến mong manh tàu cá BTH 97478TS do chủ tàu Bùi Văn Toàn sinh năm 1972, chú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng, cùng 14 người dân đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, DK1, mất liên lạc từ ngày 10 tháng 7. Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong ngày 17 tháng 7 tại khu vực tàu cá BTH 97478TS mới liên lạc vẫn duy trì 11 phương tiện gồm tàu biên phòng BP 11.19.01 CN09, tàu cảnh sát biển 7011, tàu SAR 413 và 8 tàu cá tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Còn theo ông Nguyễn Hùng Tân, thời tiết trên biển khu vực tìm kiếm rất xấu, cộng với độ sâu nước biển lên đến hơn 500 mét nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Trước câu hỏi về công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTH 97478TS được triển khai kịp thời hay chưa, ông Nguyễn Hùng Tân cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ vợ của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn vào ngày 12 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã điều động ngay các tàu cá đang có mặt gần khu vực tàu phát tín hiệu lần cuối để hỗ trợ tìm kiếm. Một ngày sau, tàu CSB 7011 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát để đến tọa độ nơi tàu cá BTH 97478TS gặp nạn. Đến 23 giờ ngày 14 tháng 7, sau buổi làm việc trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận với các đơn vị liên quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động tàu BP 11.19.01 CN09 cùng 9 cán bộ chiến sĩ thuộc trạm tìm kiếm cứu nạn Phú Quý, xuất phát cùng tàu CSB 7011 và tàu SR 413 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Ông Nguyễn Hùng Tân nói: khi nhận được thông tin từ phía gia đình thì tất cả cơ quan, ban ngành vào cuộc rất nhanh, kịp thời. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo tìm kiếm. Tuy nhiên do điều kiện khó khăn khách quan về thời tiết, vùng biển nên việc tìm kiếm chưa có kết quả. Theo ông Huỳnh Quang Huy, tri cục thủy sản Bình Thuận, thời điểm tàu mất liên lạc, thời tiết vùng biển khu vực đó không có bão hay áp thấp diện rộng. Tuy nhiên khả năng cao là tàu bất chợt gặp phải những cơn rông lốc cục bộ nên không xử lý kịp. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, ngư dân Trương Văn Toàn, chủ tàu Vây Rút Trì tại phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết cho rằng thời điểm vàng để tìm kiếm tàu BTH 97478TS đã không còn khi tin báo quá chế. Cũng theo ông Trương Văn Toàn, ngày 12 tháng 7, một tàu cá thu mua của tỉnh Tiền Giang có gọi về cho ông để thông báo việc mất liên lạc với tàu BTH 97478TS. Ngay sau đó, ông Toàn báo tin cho Tri Cục Thủy sản Bình Thuận để kiểm tra tín hiệu giám sát hành trình thì phát hiện tàu của ông Bùi Văn Toàn đã mất liên lạc từ hai ngày trước. Ông Trương Văn Toàn quả quyết, nếu việc mất tín hiệu được phát hiện sớm, cơ quan chức năng điều tàu ra khu vực tọa đồ được định hướng, dựa theo hải đồ, bắt theo dòng nước thì có khả năng tìm kiếm tùm tích. Nhưng khi tàu Tiền Giang báo mất tín hiệu thì lúc đó đã chế. Ông Mai Thành Phúc, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng thông thường thời điểm xảy ra tai nạn trên biển thì 24 giờ đầu là thời gian vàng để tìm kiếm cứu nạn, còn sau đó do chịu lạnh, chịu đói, chịu khát và xuống tinh thần nên ngư dân bị nạn rất dễ buông xuôi. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc tàu cá BTH 97478TS mất liên lạc đang được cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên qua vụ việc này, có thể thấy rủi ro đối với ngư dân là rất lớn nếu việc cung cấp thông tin không kịp thời khi xảy ra sự cố. Gần 10 ngày đỏ mắt mong ngóng người thân trở về, chắc chắn là cảm giác không ai muốn trải qua. Tuy nhiên, con nước là con tát, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào một điều kỳ diệu. Hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy các nạn nhân và đưa họ trở về an toàn.